Mến chào với cô chú anh chị, chào mừng với cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube Nhà Đất anh chị. Đó, thì hiện tại anh chị, em giới thiệu cho anh chị mình một căn nhà trên trục đường số 13A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mình anh chị. Đó, căn nhà rất là đẹp luôn. Đây, đây là hình ảnh chi tiết căn nhà nè anh chị. Đó, căn nhà này á, thì có diện tích là ngang 3,6 dài cho 12, có 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. À, chủ nhà họ đang mua muốn với giá là 2 tỷ 790 triệu thôi anh chị. À, nhà sổ hồng riêng công chứng ngay nha anh chị. Đây, nhà rất là đẹp luôn. Đấy, đây là khoảng không gian phía trong nè anh chị. Phía trước nè, đó, mình sẽ có một cái phòng khách. Đó, phía sau thì sẽ là nhà vệ sinh. Đây, nhà rất là mới, rất là đẹp nha anh chị. Đó. Đây, đó. Đây. Bây giờ mình sẽ vào phía trong để xem chi tiết căn nhà nè anh chị. Phía sau cầu thang là sẽ là nhà vệ sinh nè anh chị, với phòng bếp anh chị. Nhà thì có diện tích là ngang 3,6 và 12, rất là rộng rãi thông thoáng cho mình luôn anh chị. Này, đây là nhà vệ sinh. Kế bên nhà vệ sinh giữa cầu thang thì có một cái khoảng không gian mình thấy là phòng để cái máy giặt cũng được anh chị, giặt đồ cũng được. Này. Đó. Đây, đây là cái khoảng không gian nha, giữa nè. Đó. Thấy không? Đây là khoảng không gian nhà bếp. Giờ mình sẽ đi lên cầu thang nha anh chị. Đây. Thì cái trên trên cái khoảng cầu thang này mình sẽ có cái gác lửng. Đó. Ngay chỗ này thì anh chị có thể là cải tạo để mình ngủ cũng được, hoặc là anh chị để đồ, để kho để đồ cũng được. Này, đây là khoảng em nhìn ra phía trước anh chị. Này, đây có cái rác lẫn chị, làm kho cũng được, làm khu vực để đồ cũng cũng thuận tiện. Này, phía trên đây sẽ là lầu 1 nè anh chị. Này anh chị, đây là cái phòng phía trong nha anh chị. Đó, trong này nó sẽ có nhà vệ sinh. Vệ sinh ở đây anh chị có thể cải tạo cái phòng là làm cái phòng cũng được, hoặc là anh chị cứ để bình thường gì cũng cũng được, không sao anh chị. Đó. Thì đây là nhà vệ sinh ở trên lầu. Đây, phía trước mình sẽ có một cái phòng phía trước, phòng cái gác nữa anh chị. Đó, giờ tính ra trên lầu mình sẽ có một cái phòng luôn. Nếu tính mà tận dụng hết không gian mình để làm phòng ngủ anh chị, thì mình có cái khoảng bốn bốn cái không gian làm bốn cái phòng ngủ anh chị. Đây, phòng đây là phòng phía trước, phòng rộng nè, phòng có ban công nha anh chị. Đó. Tính là anh chị mà mua về để ở, gia đình mình đông đông khoảng tầm 5-6 người ở cũng rất là ok anh chị. Đây, bốn phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đó, anh chị thấy xung quanh nào? Chỉ có giá là 2 tỷ 790 triệu thôi anh chị. Anh chị nào mà quan tâm căn này, cứ liên hệ với em theo số hotline bên dưới 0949 900 589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp nha anh chị. Đó. Hoặc là có thể liên hệ qua mail cũng được, cao hậu 0949 900 589 a@gmail.com. Anh chị. Đây là cái khoảng không gian phía trên nè, ở trên này sẽ có một cái gác nữa anh chị. Này, này có một cái gác nữa nè anh chị không? Đang hiện tại là đang để bồn nước. Thì chị nói chung là về mình có thể cải tạo lại cũng được. Đây nha. Thì phải có thể cải tạo lại, hoặc là để không được, bên hông mình sẽ có khoảng không gian để lấy không khí rất là thoáng anh chị ha. Đó. Đó. Anh chị nào muốn xem chi tiết cái đường đi đến căn nhà thì vui lòng xem hết video nha anh chị. À, khúc sau em sẽ chạy từ ngay đoạn giao giữa đường kênh nước đen, đường đường Bình Long nè, với lại ngay chỗ trường trường mầm non Hoa Phượng Vĩ anh chị, em sẽ chạy vô nhà mình. Đó, để cụ thể được chi tiết được cái đường đi. Đó, anh chị nào mà biết cái chỉ biết cái khu vực mà Bình Long kênh nước đen á thì mình sẽ đi từ đó vào anh chị. Đấy. Đó, anh chị thì đây đây là cái khu vực mà em nói vừa nói với anh chị là đường Bình Long nè, giao với đường kênh nước đen, bên kia là đường Lê Thúc Hoạch. Đó, đi đi về Tân Phú anh chị. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy vô nhà. Anh chị nào đã biết khu vực này rồi, muốn đi xem thực tế hoặc là muốn tham khảo sổ sách giấy tờ, liên hệ chủ nhà thì cứ alo cho em theo số hotline bên dưới.
0949 900 589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp nha anh chị, cũng như là mở cửa cho anh chị vào xem mà kỹ hơn vào bên trong anh chị. Này, đây là cái trục đường kênh nước đen nè. Nếu như mà anh chị đi đi thẳng cái đường kênh nước đen này hoài luôn á, từ từ khu vực ngoài ngã tư lúc nãy á, anh chị đi thẳng vô thì anh chị sẽ ra lại đường Tân Kỳ Tân Quý. Đó, Tân Kỳ Tân Quý hoặc là về Eo Anh Tân Phú nè, hoặc là về Mã Lò cũng được. Đó, nói chung là đường đường này là đường đường rất là lớn anh chị. Anh chị vừa qua cái trường mầm non Hoa Phượng Vĩ á, là có đường số 13A, anh chị quẹo phải vô. Đó. Đó là sẽ tới nhà mình anh chị. Này, anh chị nào đang có sản phẩm bất động sản mà cần bán, cần ký gửi á, thì cứ alo cho em. Bên em sẽ hỗ trợ quay những cái video quảng cáo như vậy nè, và nhận ký gửi của mình luôn nha anh chị. Đây, đây có trường trung học cơ sở nè. Đó, bên đây có trường mầm non nè. Đó, thì vừa qua trường này là bên bên tay phải mình luôn, là có đường số 13A, anh chị sẽ quẹo vào. Đường xá nói chung ở đây rộng rãi, với lại ngay đường này nó có con kênh đó chị, nên anh chị nên là rất là thông thoáng anh chị ạ, rất là thoáng. Đây là đường số 13A nè anh chị, quẹo vô. Vậy không, đường xá rất là rộng. Này, nói chung ở trong đây quán cà phê rồi, dân cư cũng rất là đông đúc rồi anh chị. Này, anh chị cứ xem hết video sẽ em sẽ dẫn cho mình tới chi tiết căn nhà nha anh chị. Đó. Anh chị hơi hố để em quay lại. Đường xá nói chung là rất là rộng anh chị. Chị mua thì ở đây thì chị mua cho thuê cũng được, chị mua để ở cũng được. Nhà mình đông đông khoảng tầm 4-5 người ở cũng rất là ok anh chị. Tại do là khá là nhiều phòng, khá là nhiều không gian để mình chia thành phòng ngủ anh chị. Đó. Nên là rất như là phòng, giống như là phòng riêng tư á. Thì cái nhà mình cách cái hẻm xe hơi này chắc khoảng tầm 30 mét. Đây, đây là cái hẻm xe hơi này anh chị. Nhà mình quẹo vô cái hẻm nhỏ, nhỏ hơn đường này thì sẽ cách cái hẻm này khoảng tầm 30 mét. Với giá chỉ có 2 tỷ 790 triệu là anh chị sở hữu ngay một căn nhà có diện tích là 3,6 nhân cho 12. Đó anh chị, kết cấu là một trệt một lầu. Và nếu như mình tính không gian phòng ngủ là 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nó rất là rộng rãi, thông thoáng như mình. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.